Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách may một cái túi nhỏ nhỏ ha. Các bạn có thể dùng để suốt hoặc là để tiền xu hay là những cái gì vật nhỏ nhỏ mà dễ rớt. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một miếng vải chính và một miếng vải lót. Vải chính thì các bạn sẽ ủi keo và một cái sợi dây kéo. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ may cho mình dây kéo vào trong thân và dây kéo giọt nước, thì cái mặt này nó sẽ được ấp lên trên nè. Thì các bạn để mặt này ha. Và chúng ta sẽ để mặt vải lót bên trên này, chúng ta sẽ may cùng một lúc hai lớp cộng theo cộng dây kéo ở giữa. Đây, sau khi mà các bạn may xong thì cái dây kéo nó sẽ nằm như thế này, mặt phải nó sẽ đu lên trên ha. Và chúng ta sẽ thử đoạn dây kéo này. Đó, hai lớp. Sau đó các bạn kéo sợi kéo này lên và chúng ta úp ngược cái mặt trái, cái mặt còn lại qua cái phần dây kéo còn lại ha. Úp ngược cái phần này qua. Rồi, các bạn cũng sẽ tiến hành may cho mình góc bên này. Rồi, sau khi mà các bạn may xong thì các bạn sẽ may khóa cho mình cái phần đuôi dây kéo, tại lát nữa mình sẽ cắt nó đi. Các bạn may khóa đuôi dây kéo xong các bạn cắt ha. Cắt vỏ xong rồi thì các bạn sẽ lộn ngược cái phần lớp chính ra bên ngoài, cái phần lót màu xanh là nằm ở phía trong. Cái này thì các bạn sẽ ủi keo vải cho nó dày cái phần vải chính của mình lên để nó tạo được cái hình dáng cho cái phần túi nhỏ xinh xinh ha. Nè, các bạn sẽ có được cái phần thân chính như thế này. Cái tiếp, nếu mà các bạn muốn giữ cái phần miệng túi thì các bạn sẽ kéo phần dây kéo này ra nè. Đó, kéo nó ra. Tới điểm cuối này là chúng ta đã khóa lại rồi, thì các bạn sẽ đặt nó vào đây, các bạn giữ. Khi giữ thì các bạn sẽ đẩy hết cái phần lót nó nằm về một bên. Chúng ta mới giữ được một bên nè, bạn nhìn thấy ha, và các bạn sẽ giữ bên còn lại luôn. Chúng ta giữ được cái bên còn lại rồi thì các bạn sẽ kéo ngược cái phần dây kéo lên. Mình cắt mấy cái đoạn chỉ thừa đi. Sau đó thì các bạn lộn ngược cái phần này ra. Các bạn sẽ tiến hành may cái phần đáy của cái phần túi. Nếu các bạn lộn ra thì các bạn sẽ có được cái phần một cái chiếc núi xinh xắn ha. Đây, mình sẽ gấp bạn may một bên. Các bạn mới vừa may được cái phần lót của cái túi, thì khi mà các bạn may lót cái phần túi này, các bạn lộn ngược vào đây nè, thì các bạn sẽ ra được cái phần túi chính ha. Nhưng mà với cái phần túi này, nếu như các bạn muốn tạo một cái đường viền tam giác cho cái phần túi này thì các bạn có thể là kẻ một cái đường tam giác. Các bạn sẽ gấp ngang như thế này. Bên góc này các bạn cũng gấp ngang, mình sẽ tạo một cái phần miệng túi tam giác. Và các bạn nhớ lưu ý, khi chúng ta may là cái phần dây kéo thì nó sẽ được kéo ha, cho nên là các bạn sẽ đẩy cái phần dây kéo này xuống dưới nè,
lát nữa chúng ta lộn ra được. Và các bạn đặt cái phần này vô đây, các bạn giữ cái phần đầu miệng túi, đầu của cái dây kéo. Sau đó thì các bạn sẽ lộn ngược hai phần này lại như thế này. Thì các bạn sẽ thích đó, thì các bạn sẽ cắt chéo góc. Cắt chéo góc thì chúng ta sẽ ra được cái miệng túi chéo ha. Rồi cái góc ở dưới này cũng vậy, các bạn sẽ may chéo góc cho mình. Các bạn may chéo góc một bên thôi, còn một bên còn lại thì chúng ta sẽ để chúng ta may lộn. Sau đó thì các bạn sẽ lộn cái túi này ra. Và cái chỗ này thì các bạn sẽ kéo cái sợi dây kéo xuống, bạn lộn ngược ra. Thì chúng ta sẽ có được một cái phần túi ha. Mà các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có được cái góc vuông đứng tạo cái hình tulip đây, nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Và nếu các bạn để thẳng thì chúng ta sẽ kéo cái phần dây kéo lên. Đó. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có được một cái túi hình thoi, nó có được hai cái đầu, nhưng mà ở trong này thì các bạn sẽ nhìn thấy chỗ này chúng ta chưa có may xong nè. Thì bây giờ các bạn lộn hết cái phần này ra và các bạn bẻ góc cái phần này xuống ha. Thì chúng ta may khóa nó lại nữa là mới là xong cái túi này. Thì đây các bạn mới vừa may được một cái chiếc túi hình bánh ú xinh xắn ha. Bạn có thể dùng cái chiếc túi này chúng ta đựng những cái suốt hoặc là những cái chân vịt chúng ta đựng vô, hoặc là những cái này nè cất vô để cho nó không có bị rớt. Thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh này rất là dễ giữ ha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip lần sau.